Em ơi, chào em nhé. Hello em. Bố người ta thì mình nhìn lên chứ bây giờ thì bây giờ thì biết là đối tượng nào. Đối tượng ăn trộm chó. Mày YouTube. Anh Nam mấy hôm rồi. Anh Nam nữa. Đến ngắm. Đấy, để quay đây anh em. Ok rồi. Ok nha. Tiếp đây xin giới thiệu với quý các bạn, đây là một cây xanh quê. Cũng là của nhà vườn anh Thảo ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Một ngày làm việc của đặng thụ cũng đã kết thúc. Đặng thụ xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Quê sinh quê. Tông rất là hiện đại. Cây này đặng thụ cũng cắt từ về phôi đến bây giờ cũng là được 4 năm rồi. Cắt cụt từ đây luôn, tất cả cái này đều cụt hết, dàn tay là mới 100%. Đây là một cái huyền nữa, cái huyền này sau này sẽ phải vật lại dáng. Rất là kỹ. Vườn Billy rất là đẹp. Đường xuống rất là nghệ thuật, khó chịu. Xin giới thiệu với mọi người nữa, đây là phôi nằm thân đang trong quá trình tu luyện này. Ui xa, già lắm, nhịn nhịn này. Cuối cùng thì đặng thụ cũng đã xong tác phẩm, một cây cổ của anh Thảo đây. Xin chia sẻ mọi người cùng ngắm. Rất là già nhá, chỉ nó hơi ngược sáng tí.
cũng là một số tay thì xong rồi và một số tay làm lại thì nó chưa được xong, phải đợi thêm một thời gian nữa. Một dòng rất là làm kỹ. Cuối video, Đặng Thụ xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của Đặng Thụ Bonsai. Chúc mọi người một ngày, một buổi chiều vui vẻ bên gia đình. Đặng Thụ xin kết thúc video ở đây và xin chào và hẹn gặp lại. Công việc của Đặng Thụ đã xong, vườn nhà anh Thảo nhá. Vâng, xin chào quý vị và trở lại với kênh Đặng Thụ Bonsai. Đây là video Đặng Thụ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái trực cổ. Đặng Thụ sắp sửa chỉnh lại bộ râm sau 5 tháng quay lại, giờ đã đủ độ để chỉnh sửa. Cây này cũng ở nhà vườn anh nhá, Vũ Văn Thảo, Kiến Thụy, Hải Phòng. Cây thì rất già mọi người ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.